Chuyên gia quốc tế ngỡ ngàng, bất ngờ khẳng định GDP không đánh giá đúng sự giàu có của Việt Nam. Mến chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, vài năm trở lại đây thì Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy bản lĩnh và sức mạnh quốc gia, dân tộc khi thoát khỏi danh sách nước nghèo nhanh hơn bất kỳ nước nào trong lịch sử hiện đại và tạo nên kỳ tích tăng trưởng kinh tế GDP tăng tốc đến chóng mặt, ù tai, khiến chính các nước láng giềng phải ngán ngẩm ghen tị. Thế nhưng, liệu GDP có thực sự là thước đo để đánh giá đúng độ giàu hay là nghèo của Việt Nam hay không? Thực tế thì các chuyên gia quốc tế đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này và khiến cư dân mạng sửng sốt, không thể nào mà tin nổi. Vậy sự thật động trời ấy là gì? Hãy cùng với mình giải mã trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn ạ, dù là ông trùm kinh tế Hoa Kỳ, Singapore, con rồng kinh tế châu Á hay là cả một đất nước tỷ dân luôn cho mình là nhất như Trung Quốc, tất cả đều lần lượt bị đánh gục bởi sức công phá cực khủng sau đại dịch Covid-19. Ấy thế mà, giữa lúc nước nào cũng đang lâm nguy, trở tay không kịp vì kinh tế lao dốc, thì Việt Nam chúng ta lại khiến cả thế giới ngẩn người không dám tin. Một sự thật thần kỳ rằng, kinh tế Việt Nam không hề giảm mà vẫn tăng trưởng đều. Chưa kể còn bứt phá mạnh mẽ hơn trước. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà thời gian gần đây, nhiều chuyên gia về kinh tế toàn cầu đã đồng loạt lên tiếng khẳng định một câu xanh dờn rằng GDP không đánh giá đúng sự giàu có của Việt Nam. Thật ra Việt Nam còn giàu hơn thế nhiều. Những nhận định nghe có vẻ là vô lý đến khó tin này đã thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng quốc tế. Hãy cùng xem họ có những đánh giá gì nhé! GDP không đánh giá được kinh tế của Việt Nam. Dân Việt Nam giờ giàu lên rất nhanh, cuộc sống khá là tốt và thoải mái. Việt Nam không còn nghèo như chúng ta tưởng, hãy dè chừng quốc gia nhỏ bé này. Theo tôi biết, Việt Nam có xe ô tô VinFast mang đẳng cấp quốc tế, giờ qua Việt Nam, xe bốn bánh chạy khắp nơi. Việt Nam còn giàu hơn cả GDP là có thật, mơ ước cuộc sống ở Việt Nam. Ngay sau khi tin tức này lan truyền về tai của cư dân mạng Việt Nam, ôi thực sự phải nói là có hàng hà sa số những ý kiến trái chiều đưa ra. Người thì cho rằng GDP chỉ phản ánh một phần nào đó của cuộc sống mà thôi, chứ ở Việt Nam có nhiều thứ hạnh phúc bình dị, người dân sống trong thanh bình và ấm no, đó mới là thước đo của giá trị. Người lại một mực khẳng định Việt Nam chúng ta là nước đang phát triển với rất nhiều tiềm năng bứt phá về lâu dài. Tuy vậy, cũng phải công nhận là chúng ta vẫn còn nghèo lắm, mức lương trung bình của người Việt chẳng xi nhê gì so với các ông lớn khác. Nhưng đối với bản thân mình, ý kiến cá nhân thì mình cho rằng là sẽ tới một ngày nào đó GDP sẽ bị lạc hậu. Nhiều nước cao GDP hơn Việt Nam nhưng trình độ phát triển và đời sống cũng không hơn Việt Nam là mấy, thậm chí là còn thấp hơn trong một số trường hợp. Trong khi nhiều nước thấp GDP hơn nhưng trình độ thì lại hơn hẳn Việt Nam. Nói chung là cũng khá là tương đối nếu cứ đem GDP ra để so. Hãy thử xét trên nhiều khía cạnh xem Việt Nam có thực sự giàu không nhé. Mới đây, trang Yahoo của Trung Quốc vừa có bài báo với tiêu đề Việt Nam nghèo nàn lạc hậu, chỉ số hạnh phúc của người dân đứng thứ 2 châu Á. Để bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết đến mức độ lạc quan hạnh phúc của người Việt Nam, theo Yahoo, khi nhắc đến Việt Nam, ấn tượng hầu hết của mọi người về Việt Nam có lẽ là lạc hậu, nghèo nàn và hỗn loạn. Nhưng những từ này rất không phù hợp để mô tả Việt Nam hiện nay, bởi vì giờ đây Việt Nam đã trở thành một quốc gia có triển vọng phát triển vô cùng lớn tại Đông Nam Á. Bên dưới phần bình luận của bài viết này, rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã để lại bình luận, phản đối có, nhưng đa phần là những câu tán dương như thế này. Tự xem đất nước mình đi, ở đó mà nói Việt Nam nghèo, riêng tôi còn nghèo hơn cả người Việt Nam đây này. Không như người Trung Quốc chúng ta, người Việt tuy nghèo nhưng cuộc sống rất vui vẻ, dân mình gánh áp lực lớn quá. Ở Trung Quốc, chẳng có mấy người hạnh phúc, không tin thì ra đường hỏi, biết liền. Phát triển là tốt, nhưng sao thấy người dân càng thêm mệt mỏi nhỉ? Riêng vụ này chúng ta thua Việt Nam rõ ràng, tôi xin thừa nhận. Đúng là chuyện hiếm có khó tìm, nghìn năm có một các bạn ạ. Bấy lâu nay thì chúng ta toàn nhận cơn mưa gạch đá, những lời nói sằng bậy chẳng mấy dễ nghe của người Trung. Mà hôm nay chính họ đã phải gật gù ghi nhận rằng Việt Nam không hề nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần. Các bạn thử nghĩ mà xem, GDP cao hay thấp thực ra không ảnh hưởng quá nhiều đến cách mà đại đa phần người Việt Nam tận hưởng cuộc sống. Việt Nam là một chủ thể dung hòa rất linh hoạt và ổn định, giữ truyền thống nhưng không quá lỗi thời, hòa nhập cộng đồng quốc tế mà cũng không quá đua đòi về công nghệ. Có thể nói, hòa nhập chứ không phải là hòa tan, đó mới là giá trị của cuộc sống đích thực. Mỹ GDP cao nhưng người vô gia cư đầy đường. Trung Quốc GDP cao hơn Việt Nam, dân thì không đủ ăn, nói gì là giàu. Nhật Bản và Hàn Quốc GDP khá cao, đi làm cong cả lưng, không có thời gian để vui chơi.
Ôi GDP cao làm gì nhỉ? Giống như Việt Nam mình, thoải mái, vui vẻ vậy mới đáng sống phải không nào? Riêng mình thì mình vẫn tự đánh giá là bản thân đất nước ta vẫn đang còn nghèo so với Thái Lan, Indonesia, Malaysia và ngay bên cạnh mình là có một con hổ to tướng đó chính là Trung Quốc, nó lớn mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Bởi thế mà trong khi đó, cũng có nhiều bạn nghĩ rằng chuyên gia đang đánh giá quá cao về kinh tế Việt Nam. Có người còn đòi trả lại chiếc sổ hộ nghèo để cuộc sống an nhàn bình yên như trước. Không cần tính lại, Việt Nam chúng tôi vẫn còn khó khăn lắm nên mong các bạn quốc tế hãy giúp đỡ nhiều. Bản thân mình ở Việt Nam thấy khá là thoải mái về cuộc sống, nhưng cũng phải giật mình vì người dân Việt Nam giờ khá là giàu có. Không hiểu sao người dân họ giàu nhanh thế. Chỉ cần quan tâm đến đời sống nhân dân, chứ GDP chỉ làm đẹp số liệu thôi. Cấm thằng nào được cấp sổ hộ nghèo của tao. Thêm nữa, Việt Nam đã có hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm nên người dân không hề xa lạ với mục tiêu hạnh phúc. Kể từ khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, nay trở thành nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì tôn chỉ quốc gia để mọi người dân, đảng, nhà nước cùng phấn đấu hướng đến chính là độc lập, tự do, hạnh phúc. Chính vì thế mà các chủ trương, chính sách lớn nước ta về độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế đều hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Giờ đây, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tuy chưa cao nhưng chúng ta rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống. Dù xét từ nhiều cấp độ như là xã hội, gia đình hay là cá nhân thì sức ép của người Việt Nam có thể nói là nhỏ vì chúng ta luôn biết cách cân bằng cuộc sống, chú trọng đến sự thoải mái trong tâm hồn. Điều này làm cho chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam cao. Nhưng nói thật, một đất nước bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh thế giới thứ hai muộn 20 năm và phải khắc phục sau chiến tranh thì chúng tôi đi sau các bạn khoảng 30 năm nên là đừng có so bì, phát triển đến như thế này là quá đáng nể rồi. Do những lý do trên, dù cho Việt Nam vẫn là một đất nước đang phát triển và tồn tại nhiều vấn đề về kinh tế, nhưng mức độ hài lòng với cuộc sống của người dân lại được đảm bảo ở mức cao. Các bạn thân mến, có câu quốc thái dân an, đất nước phải yên bình thì người dân mới có thể tập trung yên ổn làm ăn. Việt Nam bước ra khỏi chiến tranh với một thể chế chính trị ổn định. Mọi phương hướng hoạt động của đất nước đều đi theo một chỉ thị nhạy bén và đúng đắn duy nhất nên không xảy ra tình trạng phức tạp ảnh hưởng tới người dân như ở nhiều quốc gia khác. Do đó, người dân Việt Nam có thể tập trung và yên ổn làm ăn một cách lâu dài. Đồng thời, Việt Nam đứng ở vị thế trung lập với các vấn đề trên thế giới. Do đó, ít chịu ảnh hưởng bởi các động thái chính trị gay gắt của các phe phái toàn cầu. Đó là lý do đầu tiên khiến Việt Nam trở thành quốc gia hạnh phúc bậc nhất, mặc kệ cho con số GDP có như thế nào đi chăng nữa. Dù sẽ có khó khăn đấy, nhưng không phải là không thể. Với bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm và sự đoàn kết của người Việt Nam thì mình tin rằng Việt Nam sẽ làm được những điều thần kỳ như những gì mà chúng ta đã chứng minh xuyên suốt lịch sử và quá trình phát triển, xây dựng đất nước. Tổng kết lại, chúng ta có thể thấy, dẫu cho cuộc sống có thể chưa được như ý muốn, nhưng mà người dân Việt Nam có một thái độ trung dung ôn hòa, biết tận hưởng cuộc sống của mình lên cao hơn. Đó chính là chiếc GDP rõ ràng nhất, không phải là một con số vô nghĩa nào đó. Thế tính ra, chúng ta có thể không giàu về kinh tế, nhưng vẫn luôn giàu về tình cảm các bạn nhỉ. Đến đây thì mình phải nói lời chào tạm biệt để chúng ta khép lại video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành và đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!